Hôm nay chúng ta cùng nhau đến tham quan vùng đất Tây Vát. Không biết là các bạn có biết Tây Vát là ở đâu không nhỉ? Mình cá là cho các bạn ai cũng biết đến này một lần rồi. Tây Vát là tên của một lục địa trong game Genshin Impact, một nơi chứa đựng rất là nhiều điều thú vị mà các bạn sẽ trở thành một nhà lữ hành để khám phá vùng đất tuyệt đẹp này thông qua tựa game. Genshin Impact là tựa game đến từ Hozoverse, ra mắt vào năm 2020, tính đến nay cũng đã được 4 năm rồi các bạn ạ. Kể từ khi xuất hiện, Genshin Impact đã trở thành một cơn sốt trên toàn thế giới, có sức ảnh hưởng mạnh đến rất là nhiều ngành văn hóa như cosplay này, hội họa này, thậm chí là có cả ẩm thực nữa đó nha. Vì Genshin Impact có một thế giới vô cùng rộng lớn với nhiều vùng đất và những nhân vật trong game được thiết kế một cách rất tỉ mỉ, cũng như là mỗi quốc gia mà các bạn đến đều mang một màu sắc riêng biệt. Bạn có thể bay này, bơi này, leo trèo hoặc đồng hành cùng những người đồng đội cùng nhau khám phá và chiến đấu trên một nền đồ họa anime và âm nhạc cực kỳ hoành tráng. Hơn nữa là các bạn có thể khám phá Tây Vát bất cứ lúc nào vì Genshin Impact này đã có mặt trên mọi nền tảng. Và bạn có biết rằng vừa mới đây Genshin Impact cho ra mắt một phiên bản mới vô cùng hấp dẫn có tên là Lưỡi Đao Diệt Gấm Vóc, với nhiều sự kiện và nhân vật có thiết kế vô cùng đột phá. Không biết là các bạn sẽ thích ai trong số này nhỉ? Còn ai nha, trong đó là anh thích nhất là một nhân vật nữ 5 sao hệ nha mới có tên là Chiori, ra mắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Điểm anh thích nhất ở Chiori có lẽ là cô là nhân vật đầu tiên sử dụng vũ khí đôi trong chiến đấu. Wow. Hai tay hai kiếm vô cùng ấn tượng. Chiori khoác lên mình một bộ kimono mang đậm văn hóa Nhật Bản, phong cách chiến đấu uyển chuyển và rất là quyến rũ, giống như đang dệt vải vậy. À, em biết rồi, vì Chiori là một thợ may á, đúng rồi, cửa hàng thời trang rất nổi tiếng tại Fontaine. Tuy là phải rời xa quê hương nhưng mà Chiori rất là có tâm với nghề nha các bạn. Cô nàng là một người tận tụy nhưng mà cũng có tính cách khá là mạnh mẽ đó nha. À, bên cạnh Chiori cũng có một nhân vật nam 5 sao khác cũng rất là ngầu và mang phong cách Nhật Bản luôn. Đố ốc đó là ai? Anh ta chính là Ito, một chàng trai mang dòng máu quỷ Oni, một người luôn vô cùng tràn đầy năng lượng và mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người. Đặc biệt là siêu phá làng phá xóm nên là bị quân triều đình hốt đi mấy lần. Nhưng mà may có nhờ có đàn em bảo lãnh. Tuy giao diện có phần hơi nghịch ngợm là vậy các bạn ạ, nhưng mà Ito có phong cách chiến đấu rất là ngầu và lực luôn. Với chiếc chùy trên tay, Ito có thể càn quét tất cả kẻ thù một cách ung dung như một vị thủ lĩnh, vừa đánh lại vừa chải đầu, cứ gọi là chất như nước cất. Em quá thích luôn đấy chứ. Anh còn thích nữa là giữa Chiori và Ito thì các bạn thích nhân vật nào nhất? Riêng tụi mình thì thích Chiori nhất, nên hôm nay tụi mình sẽ cố gắng rước chị thợ may này về thông qua sảnh cầu nguyện ở bản 4.5. Không biết là tụi mình có làm được không đây? Hồi hộp quá đi các bạn ơi. Đầu tiên là phải chạy lên cái tượng phong thần này, trèo lên thật là cao. Đúng thật rồi. Là cao thì cầu nguyện mình mới gọi là may mắn không ạ? Càng cao càng may mắn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện để cho chúng ta có được Chiori nha các bạn. 10 lần đầu tiên không biết tụi mình có may mắn không nhỉ? Chắc là có hay chưa nhỉ? Ôi, tụi mình được logo. Không sao, mình vẫn tiếp tục các bạn. Cố lên đâu rồi? Giờ bỏ cuộc. Được, lần này là Dory. Ôi trời ơi. Phải tiếp tục thôi, mình sẽ quay bằng tinh trời các bạn ạ. Lần thứ ba. Trời ơi. Ôi trời ơi, sau rất nhiều lần thử thì cuối cùng là... Trời ơi. Là gì? Là kiếm phi thiên. Đổi con nguyên thành miễn phí xem được không nhá. Hỏng rồi, dùng mình rất đổi nhiều quá cách nhiều rồi. Lần này là Roru và Dory luôn. Ờ, không được rồi các bạn ơi. Chết rồi, mình phải dùng sức mạnh ATM rồi. Dùng money chỉ cần như thế, không cần mất tiền. Money, hãy cho con Chiori. Oh my god, nổ vàng rồi. Ôi, hộp quá, được kiếm. Cái thật là mất là Chiori đi. Cái kiếm huyết rồng các bạn ạ. Quả là bị thật. Ôi, gì đây? Trời ơi, các bạn ơi, mình quả là cực đen rồi. Chán luôn ha. Ôi các bạn ơi, tuy là bọn mình đã rất cố gắng nhưng vẫn gọi là không mang được Chiori về. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể trải nghiệm thử Chiori để xem là sức mạnh của cô nàng này mạnh mẽ như thế nào nhá. Vâng, đây là Chiori và bây giờ chúng ta sẽ đi khiêu chiến nha các bạn. Đúng rồi, để xem là Chiori mạnh đến đâu các bạn. Chiến ơi, mấy con boss quỷ bắp này tấn công gọi là rất là mượt mà luôn. Đúng các rồi. Bạn ạ. Đây mới chỉ là tấn công bình thường thôi đấy các bạn ạ. Tựa như là Shinobi luôn. Bây giờ bọn mình sẽ xem tuyệt chiêu của Chiori. Wow, xoay một phát còn là quá ấn tượng luôn. Mấy con boss đi hết luôn. Một lần nữa này, cho bạn sự chiến đấu với một con boss siêu to khổng lồ luôn. Kiểu con robot đấy. Nhưng mà vẫn không làm khó được Chiori đâu. Đánh phát còn đấy thua luôn. Đúng rồi. À, Chiori sẽ rất mạnh nếu mà kết hợp với cùng đội hình có nhân vật hệ hỏa đó các bạn.
Đúng rồi, mà chưa hết đâu nhá. Sau phiên bản 4.5 sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn thử lại. Đầu tiên là những nhân vật 5 sao hot hơn họ sẽ trở lại này. Đó chính là Neo Villette và Kazuha, một trong hai nhân vật được yêu thích nhất. Nên bạn nào chưa sở hữu thì nhanh tay tranh thủ cơ hội này để rước hai anh chàng này về đội nha. Cơ hội thứ hai đó chính là tính năng sử ký cầu nguyện. Bạn có thể lựa chọn nhân vật và trấn yêu thích của mình để cầu nguyện mà không sợ lệch ra nhân vật hay là trấn khác. Wow. Từ nay không lo sợ mất waifu hay là husbando nữa rồi nha. Mà lỡ như thử cả hai cơ hội mà không có ra nữa thì cũng đừng có buồn nha các bạn, mà hãy tham gia sự kiện pháo đài mèo. Khi tham gia sự kiện này các bạn sẽ trở thành một con sen chăm chỉ và phải đi chăm sóc các hoàng thượng mèo vô cùng đáng yêu. Các bạn có thể cho những chú mèo này ăn này, hay là vuốt ve về đầu anh để giúp các chú thoải mái. Có lẽ là ước mơ của rất nhiều bạn khi chơi Genshin Impact. Và sau khi chăm sóc các chú mèo xong thì bạn có thể nhận được rất nhiều phần thưởng nguyên thành nữa đó. Đúng rồi. Tích lũy cho những phiên bản sau và chờ để có thể chiêu mộ được những nhân vật yêu thích. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện và phần quà hấp dẫn khác đang chờ các nhà lữ hành khám phá trong phiên bản 4.5 của Genshin Impact nữa đó. Tụi mình sẽ tham gia một sự kiện có tên là giả kim thuật thăng hoa cho các bạn xem nhé. Đây là một cái event mà các bạn có thể trở thành một nhà giả kim và chế tạo ra một vài thứ hay ho. Tụi mình đang nhắm đến những phần thưởng hiếm của event này, trong đó có một vật phẩm trấn giới hạn nhìn có vẻ rất là xịn đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đến hồ sao rơi. Đấy. Nghe tin hay nhỉ. Ôi, anh thấy trại nghiên cứu thuật giả kim kia rồi, Lisa đang đứng đợi chúng ta ở đấy đấy. Đúng rồi, Lisa thì sẽ là người hướng dẫn chúng ta làm việc. À, bây giờ thì mình phải đi, gọi là đi chế thuốc luôn đi, cho nó nóng hổi. À, chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nha các bạn. Nó sẽ là một cái dạng mini game mà chúng ta sẽ sắp xếp những nguyên liệu vào đây. Phải sắp xếp làm sao cho hợp lý nha các bạn. Phải có bố cục, lên, có bố cục nhất định nha. Tư duy đấy. Xong, thông minh như anh xong luôn rồi đây này. Ui, một lọ thuốc cực kỳ đẹp vừa được bọn mình sáng tạo ra. Bây giờ mình đi bán thuốc luôn để kiếm tiền nha. Ở đây có một cái kệ, chúng ta sẽ bày thuốc lên đấy để bán. Ai mua thuốc không? Đấy. Ai mua thuốc không? Bán hết chưa? Đang chờ người tới mua. Hết luôn rồi. Ok, xem chi tiết doanh thu nào. Lợi nhuận được 475 các bạn ạ. Ngày đầu tiên chưa ổn lắm, vậy mình cố trong ngày tiếp theo vậy. Thì sao bảo chúng ta có thể đi trồng thêm dược liệu ở một khu vườn nhỏ trên này các bạn ạ. Chúng ta có nhiều nguyên liệu thì chúng ta sẽ chế tạo được nhiều loại thuốc và bán được với giá cao hơn đấy. Hay quá. Rồi, bây chờ, giờ bọn mình sẽ chờ nó chín. Chờ nó chín các bạn ạ. Trong quá trình trồng những cái gì cũng vậy, phải chờ đợi. Đợi thành quả đến khi mình thu hoạch. Đúng không? Yes. Bọn mình có thưởng ngày đầu tiên này các bạn này. Có chiếc hạc của kháng chiến, nguyên thạch và Mora. Bây giờ là những ngày tiếp theo mình phải cố gắng làm ra nhiều loại thuốc. Con đang chăm chỉ nha, con đang chăm chỉ. Chế ra nhiều loại thuốc đấy, mới hơn. Bỏ những cái loại thuốc mới và đấy, sắp xếp vào hợp lý là như được. Như vậy chắc là ok. Ok, hoàn thành. Ui giời, nó lại quá là ok. Ui thuốc này cũng kỳ, hơi kỳ. Thôi đẹp bán. Vẫn bán được đấy, mình nghĩ vậy đấy. Cứ trưng bày rồi. Giờ kiểm tra doanh số tài chính ngày hôm nay nào. Ui giàu rồi, 4.000 vàng. Lần này quá tốt luôn rồi. Hay quá. Event này vui nha các bạn ơi, các bạn hãy nhớ ghé chơi thử nha. Đúng rồi, cực vui luôn ấy. Các bạn thấy phiên bản mới này của Genshin Impact như thế nào? Riêng tụi mình thì tụi mình rất là thích tạo hình và tính cách của nhân vật Chiori. Nhất định lần tới phải rước bằng được cô ấy về đội. Được rồi, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả bình luận để tải ngay Genshin Impact và chiêu mộ cô nàng thợ may về đội thôi nào.